nestle sữa milo một cây di úc dưỡng chất hoàn hảo và tiện lợi cho bé sữa milo úc được làm từ sô cô la mạch nha hỗ trợ bổ sung vitamin và hàm lượng khoáng chất cao sản phẩm có mùi vị rất riêng ngọt thanh không ngọt sắc như milo việt nam cùng với đó là độ béo vừa phải hấp dẫn bởi các hạt ca cao chưa tan trên bề mặt để các bé măm măm một cách khoái trí sữa milo úc được làm từ sô cô la lúa mạch nên bổ sung vitamin và hàm lượng khoáng chất cao Thành phần chủ yếu là lúa mạch nên rất giàu protein, vitamin C, sắt và B1, canxi hỗ trợ trẻ phát triển chiều cao và hệ xương khớp khỏe mạnh. Dẻo dai, hỗ trợ tăng cường chức năng cơ và xương, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động trí tuệ của trẻ, sữa Milo Úc còn giúp tăng cường sức đề kháng và nâng cao sức khỏe hệ miễn dịch. Giúp bé ăn ngon và ngủ ngon hơn, bổ sung sắt chất vô cùng quan trọng cho quá trình phát triển của trẻ, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu cho da bé luôn hồng hào, tươi khỏe, hàm lượng vitamin B6 và B12 trong sữa giúp kích thích hoạt động của các tế bào và neuron thần kinh. Giúp bé thông minh, tăng khả năng ghi nhớ, phát triển trí tuệ, đối với người cao tuổi, sữa Milo Úc còn giúp bảo vệ hệ thần kinh. Cải thiện tình trạng đãng trí, hay quên, sản phẩm giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng, không bị mệt mỏi, đuối sức trong cả ngày dài. Công dụng chính của sản phẩm, giúp trẻ nhỏ tăng chiều cao, làm săn cơ và giúp cơ bắp chắc khỏe, hỗ trợ trí não trong việc học tập đặc biệt là thi cử, giúp bé không bị đuối, không bị quá sức khi vào mùa thi, tăng cường thể lực, trí lực, tăng sức đề kháng cho cơ thể. Uống sữa Milo tăng chiều cao, làm săn chắc chắc khỏe cơ bắp và các cơ vận động, có ích cho việc học và lao động trí óc. Vì loại sữa này để hấp thu đường cho não bộ hoạt động, giúp cho bé phát triển thân hình đều đặn, cải thiện trí óc cũng như thể lực của trẻ. Thành phần của sản phẩm protein, cơ thể sẽ không hoạt động khi không có protein, bởi đây là phân tử tạo nên mọi tế bào trong cơ thể. Nó là nền tảng để xây dựng cơ bắp và giữ cho cơ thể sống khỏe mạnh. Ngoài ra, protein còn tốt cho xương, sụn, máu và hỗ trợ cơ thể tự chữa lành vết thương. Vitamin B1, vitamin B1 giúp cơ thể chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, kích thích cảm giác ăn ngon. Ngoài ra, vitamin B1 có tác động tích cực lên hệ thần kinh. Có thể cải thiện trí nhớ và tăng khả năng tập trung, điểm đặc biệt là vitamin B1 được lấy tự nhiên từ vỏ cám của ngũ cốc nên cho hiệu quả vượt trội kích thích ăn ngon tốt đối với trẻ biếng ăn vitamin c là chất chuyển các tác nhân gây oxy hóa thành những chất vô hại và bài tiết chúng ra đường nước tiểu vitamin c còn giúp thành mạch máu vững chắc nhất là đối với mạch máu nuôi tim do đó giúp hạn chế tăng huyết áp ở người già đồng thời bảo vệ tim mạch ngoài ra vitamin c giúp tăng cường sức đề kháng hạn chế các bệnh cúm ốm vặt bệnh về đường hô hấp canxi, giúp xương chắc khỏe tăng trưởng chiều cao vượt trội ở trẻ nhỏ và hạn chế loãng xương ở người già, sữa bột tách kem. Dầu đạm cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể, hạn chế chất béo, sắt ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, tăng cường sự lưu thông máu lên não giúp cải thiện trí nhớ. Nhờ công nghệ sản xuất hiện đại kết hợp với sự đột phá về dinh dưỡng giúp cho sữa Milo Úc có dưỡng chất cao gấp 4 lần so với các dòng sữa Milo khác. Đối tượng sử dụng sản phẩm, sản phẩm phù hợp cho trẻ trên 2 tuổi, giới thiệu về thương hiệu Nestle. Nestle là công ty hàng đầu trên thế giới về thực phẩm và đồ uống. Với mạng lưới sản xuất và kinh doanh rộng khắp trên toàn cầu, Nestle là thương hiệu hàng hàng đầu về dinh dưỡng và sống vui khỏe. Nestle luôn quan tâm đến vấn đề dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng bằng các giải pháp khoa học. Nestle tìm cách cải thiện cuộc sống thông qua thực phẩm và chế độ ăn uống góp phần đem lại cuộc sống vui khỏe cho người tiêu dùng với chiến lược về dinh dưỡng và sống vui khỏe thể hiện xuyên suốt qua các dòng sản phẩm của nestle thông qua quá trình đổi mới và cải tiến sản phẩm nestle cho ra đời những sản phẩm không chỉ có hương vị thơm ngon mà còn đưa ra những giải pháp dinh dưỡng phù hợp với mọi lứa tuổi mọi đối tượng